Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Cao Lãnh bạn ơi. Như lúc trước mình cũng có chia sẻ các bạn một video về cái vườn mai gần 700 gốc của anh Tấn các bạn. Dạo đầu vô mình quay lô đầu tiên cho các bạn xem. Giá cả thì xa cả các bạn. Nói chung nguyên một lô này thì nó hoành từ 30 40, từ 25 trở lên bạn, tới 50 60 gì đó. Nhưng mà anh xa cả là lô này là 900 ngàn một cây nha các bạn. 140 gốc. Bây giờ mình quay chi tiết từ gốc cho các bạn xem. Chung chung thôi bạn, còn anh em nào mà đến tham khảo đi, còn giá thì mình giao lưu với ảnh. Đây là lô 140 cây, lô thứ nhất của anh Tấn nha bạn. Đa số mình thấy nó cỡ này nè bạn, cái này cũng nhiều nè, này khoảng hoành 30 40 bạn. Bộ đồng là 900k một gốc các bạn. Lô này lô thứ nhất 140 cây. Đây tàn tán công nhìn cũng rất ok bạn. Lúc trước thì ảnh mình có quen video, ảnh kêu bán xô hết vườn luôn bạn, nhưng mà tại số lượng nhiều quá, nhiều anh em 600-700 gốc quá tải bạn. Đây này còn phải 2 mấy bạn, gốc này còn khoảng 40. Tàn tán nhìn rất ok bạn. Đây là khoảng 3 mấy bạn, 900k, 30 mấy quành, có thể hơn bạn, nằm sâu lắm. Ảnh phòng bộ đầu tư hệ thống tưới nước luôn bạn. Cái này quành khoảng 30 bạn ơi. Quay bông các bạn xem nè, bông quá đẹp. Bông là bao đẹp nha bạn. Bông là chín cánh các bạn ơi, chín cánh lớn, bông chùm. Cây này hiệu quả nó khoảng 3 mấy bạn. Mặt bông các bạn yên tâm đi, thấy cái vườn của anh Tấn là bông đẹp không, bao đẹp. Bông này 6 cánh, nó tàn rồi, nó cũng không còn cực gỡ như lúc gần Tết bạn. Cây này hoành khoảng 30 40 các bạn. Là cây nhỏ nhất nè các bạn, nhỏ nhất là khoảng 25, còn cây lớn nhất thì khoảng 50 60 các bạn. Cái lô này là dọc tên tới trên bờ kia luôn các bạn, 140 cây. Mình sẽ lựa những cây nào mà nhỏ nhất rồi những cây nào lớn nhất cho các bạn, quay các bạn so sánh cho các bạn xem. Cái này bông 6 cánh lớn các bạn. Cây này khoảng 20 mấy bạn. Một 140 cây, này lô thứ nhất nha các bạn. Bổ động thì 900k một cây. Đa số nó chạm chạm vậy nè các bạn. Rồi mình sẽ lựa những cây nào nhỏ nhất mình quay cho các bạn xem luôn, cho nó thật chi tiết luôn. Đa số những gốc này thì nó còn nằm sâu chứ các bạn. Không thấy đế. Bông mỗi kèm thấy nó bông rất là đẹp. Cây này hoành khoảng 30 à. Chiều cao mỗi cây thì nó dao động từ khoảng 2 mét, trên 2 mét. Anh em nào muốn mua mai đám mai xôi đó, anh em xem tham khảo video này bạn. Giá cả giá khởi điểm anh đưa ra thì nó 900k một gốc, lô này 140 gốc.
và anh em tới xem rồi anh em có thể thương lượng lại giá cả bạn, nói chung mua bán mà thân mua vừa bán, cái người muốn mua và người muốn bán thì nó dễ bạn, thương lượng giá cả nhau mình nhỉnh nhau xíu là mình có thể cho luôn được à. Đa số có nhiều cây mình thấy tàn tán rất là đẹp các bạn, đủ chi cành hết. Có nhiều cây thì nó hơi yếu mà, tại anh trồng anh số lượng có nhiều quá, chăm sóc cũng không sể bạn ơi. Bên đây là chỉ một lô nhỏ thôi, 140 cây thôi. Bên kia này mới bên kia 500 cây các bạn, lô bên kia kìa. Chúng mình quay cái lô đó cho các bạn xem luôn. Đa số hôm nay mình thấy cũng đều bạn, mấy cái hoành nó đều lắm, cũng khoảng 30-40 trở lên. Bông thì bao đẹp. Đây ngoài nè. Tàn tán mấy mấy cây bên đây có ok đó bạn. Mình chọn những gốc đẹp và những gốc xấu tất cả luôn. Đủ gốc luôn cho các bạn xem cho nó rõ. Cho khi nào anh em tới anh em xem thì nó cũng chắc chắn mấy phần rồi. Cây này bông chùm luôn. Có nhiều gốc thì nó phôi vậy các bạn, tàn tán thì nó mới ra, có nhiều gốc thì nhìn được lắm, tại thì tại xa cạm các bạn, phải có gốc đẹp gốc xấu chứ, cái giá mới vậy. Đây nè, khúc này có đế nè, này vành khoảng bốn mấy các bạn. Đây. 900k một gốc. Xa cả. Còn rất nhiều bạn, dạ tới kia luôn kìa. Nguyên cái dãy bên đây là 140 cây. Đây. Còn nhỏ bạn, con này khoảng 25 mà. Tàn tán thì cũng được bạn. Cái bên thì gốc này nó khoảng này khoảng 40 bạn. Nó nằm sâu dưới nó kìa bạn. Chiều cao nó khoảng 2,5 m. Tàn tán cũng dễ nhìn bạn. Tiếp theo thì mình vô mình quay những gốc bự cho các bạn xem. Gốc này là khoảng 5 mấy bạn. Nằm sâu dưới nè, một thân một cốt nè, dán bay luôn. Gốc này nếu mà 900k thì các bạn lụm liền các bạn, quá rẻ. Bông thì bao đẹp luôn. Bông bảy cánh mà. Đây luôn, lúc này cũng khoảng 30 các bạn, trên 30. Bông cũng rất là đẹp luôn nè. Bông chùm. Anh Tấn thì số lượng nhiều các bạn. Anh phân ra làm 4 lô. Đây là lô đầu tiên. Giá thì 900k. Xa cả các bạn. Nhỏ lớn nha. Có qua có lại như bù qua trái lại vậy đó. Chứ nếu mà mai lựa thì nó khác bạn. Tại anh muốn lên vườn mà giám sát bạn nên chia lại cho anh em về chăm sóc. Còn rất nhiều dòng đi từ từ lên tới tỉnh cho bạn xem luôn. Là nằm bên lô 140 cây. Để chẳng hạn như mấy gốc này mình cái hoành nó khoảng 2 mấy bạn. Đây. Nó có nhiều thế cũng rất hay bạn. Nằm sâu dưới nè, mấy gốc này còn sâu nè bạn. Anh chăm sóc rất kỹ bạn. Dàn kia còn rất nhiều. Đây.
Góc này hoành khoảng ba mấy bạn. Có nhiều gốc mà lúc trước anh trồng hơi sâu á, nằm biệt biệt ngàn dưới nè. Có mấy gốc này tàn tán nó mới ra. Nếu mai xu mà vậy bạn thì phải có gốc đẹp gốc xấu nữa các bạn, quay những điểm đó luôn cho anh em nào ở xa mình đến, mà mình ở xa thì mình xem video rồi mình cảm thấy hợp tình hợp lý, giá cả ok thì mình đến giao lưu. Có cây nó chiều cao nó khoảng 2 mấy 3 mét luôn ạ. Khúc đằng kia thì nó có rất nhiều mai lớn bạn. Từ từ mình sẽ len lỏi tới mình quay cho các bạn xem luôn. Nãy giờ thì nó hoành nó khoảng 30 40. Đằng kia thì có 50 60 luôn ạ. Dịu sâu trong này thấy có nhiều cây đẹp lắm bạn. Đây, ngang cây này đi. Ôm chùm. Chiều cao nó khoảng 1,8 rồi bạn. Đế thì không thấy nha các bạn. Đây còn mấy cây nhỏ rồi bạn. Nhỏ thì mình thấy số lượng cũng ít lắm. Đây nè, dạng mấy cây nhỏ này nè. Dạng phôi bạn. Sạc chúng ta tạo tàn lại. Thấy cái bông quá to bạn ơi. Một chùm cây này nè, cái bông thối thần cái bông luôn. Bông sáu cánh gần hết rồi bạn ơi, mình đi hết đoạn đường rồi nè. Đây cũng gần cuối rồi, này gốc 100 lấy mấy rồi đó. Lô này thì 140 gốc. Đây. Về mặt bông cái bên lô 140 cây này mình thấy bông rất đẹp ạ. À. Em có quay một số cho các bạn xem đó. Mấy cái hoành này thì nó này hoành khoảng 20 mấy 30 bạn. Hoành này khoảng 40 nè. To nè. Qua Tết các bạn. Nó hơi bị cò đằng cú đế rồi sao bạn. Lặt lá lại lá rồi. Chưa ra lá kẹp bạn ơi. Phía này thì hoành khoảng 10. Đây. Rồi mấy cây là hết luôn, 100 cây bạn.